Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của toplead.vn. Chắc các bạn không biết Ninh Bình đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những cánh đồng lúa ở Tam Cốc chín vàng, những đầm sen nở ngào ngạt hương bay cùng những cảnh sắc nên thơ của vùng đất non nước cố đô gây thương nhớ. Cùng toplead ghi lại ngay top 5 homestay Ninh Bình view tượng núi ngắm sông mà bạn nhất định phải ghé tới mùa hè này. Top 5. Tràng An Valley Bungalow, nằm ẩn mình dưới chân núi trong thung lũng Tràng An mơ mộng. Tràng An Valley Bungalow là một trong top 5 homestay Ninh Bình lý tưởng dành cho bạn. Tới đây, bạn được tận hưởng bầu không khí trong lành, cảnh quan núi non sông nước hữu tình, thưởng thức các món ăn đặc sản và những chuyến tham quan tới những địa danh nổi tiếng tại vùng đất cố đô. Không chỉ có đầy đủ những tiện ích bên trong phòng mà ngay cả bên ngoài cũng rất tiện nghi. Tràng An Valley Bungalow có các tiện ích như hồ bơi theo mùa, phục vụ bữa ăn sáng, tổ chức tiệc nướng tại khuôn viên homestay. Đặc biệt, bạn cũng có thể câu cá ngay tại homestay Tràng An Valley Bungalow. Tràng An Valley Bungalow có nhà hàng vô cùng rộng rãi, được dựng nên từ những nguyên liệu thiên nhiên, đậm chất thôn quê nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhà hàng có thực đơn vô cùng phong phú với các món ăn rất châu Á, thêm vào đó tại đây còn có dịch vụ nướng BBQ cho gia đình hay bạn bè trải nghiệm ăn uống thỏa thích. Từ Tràng An Valley Bungalow, du khách có thể dễ dàng đến nhiều địa điểm tham quan cực kỳ nổi tiếng tại Ninh Bình như cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Tam Cốc Bích Động, Tràng An, Hang Múa. Địa chỉ thôn Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Top 4. Ninh Bình Valley Homestay. Ninh Bình Valley Homestay là điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên của mảnh đất cố đô Hoa Lư. Đây là một trong số ít những homestay Ninh Bình nằm ngay trong thung lũng. Chắc chắn nơi đây sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm du lịch vô cùng tuyệt vời mà ít nơi nào có thể mang lại được. Chỉ cách Tràng An khoảng 2 km, Ninh Bình Valley Homestay có các bungalow đều được thiết kế bằng những vật liệu gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường như tre, gỗ, mái lá giúp cho không gian mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Ở bất kỳ vị trí nào của homestay, bạn cũng có thể phóng tầm nhìn ra thiên nhiên xanh mướt, không khí yên tĩnh, cơ sở vật chất tối giản và gần gũi với thiên nhiên. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể ngắm nhìn mặt trời lặn dần xuống dưới những ngọn núi ngay tại không gian riêng của chính mình. Top 3. Tràng An La Mia Bungalow. Homestay Tràng An La Mia với các bungalow theo phong cách đồng quê yên bình. Bạn muốn ở nhà trên cây hay các nhà gỗ, nhà lá xinh xắn view nhìn ra hồ ra núi thơ mộng. Đây là vị trí muốn núi có núi, muốn sông có sông, có luôn cả vườn cây, vườn rau, kênh mương ao cá xung quanh, nên rất hợp cho những ai đang cần vui thú điền viên. Tất cả phòng nghỉ của khách sạn đều có sân trong nhìn ra khu vườn. Khách sạn cung cấp chỗ nghỉ 3 sao với phòng tắm và sân chơi cho trẻ em. Du khách có thể thuê xe máy, xe hơi tại Tràng An La Mia Bungalow. Dịch vụ bao gồm spa, câu cá, karaoke, quầy bar hay núi BBQ ngoài trời. Địa chỉ tại thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Top 2. Ninh Bình Family Homestay. Ninh Bình Family Homestay có vị trí thuận lợi với view đẹp nhất tại Ninh Bình hiện nay. Từ chùa Bái Đính tới đây chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển bằng taxi hoặc xe máy. Nơi đây sở hữu cho mình một nét đẹp thanh bình, nhẹ nhàng. Toàn bộ khuôn viên homestay là một khu vườn với nhiều cây cối, rất thích hợp để bạn lựa chọn cho kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo với không gian xanh mát, bình yên, thân thiện và đặc biệt là phòng nghỉ dưỡng tiện nghi sang trọng. Các phòng nghỉ của Ninh Bình Family Homestay là những căn nhà riêng biệt được thiết kế mang đậm chất nông thôn Việt Nam. Phía bên trong của mỗi căn phòng với nội thất tiện nghi đầy đủ như chính ngôi nhà của bạn. Bên cạnh đó, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện cùng với đồ ăn thức uống đa dạng như mang hương vị đặc trưng trong từng món ăn của mảnh đất cố đô. Tại đây có khu nhà vườn, phòng giường đôi, phòng 3 người. Ngoài ra, homestay có nhà bếp rất chu đáo, sẵn sàng phục vụ BBQ theo yêu cầu hoặc bạn còn có thể tự chủ tài nấu nướng ở phòng bếp. Địa chỉ xóm 4, xã Gia Sinh, chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Top 1. Tam Cốc Banana Bungalow. Có một homestay tọa lạc ngay giữa cánh đồng lúa chín vàng vào những ngày cuối mùa gặt. Đôi khi chẳng phải tìm kiếm đâu xa, vẻ đẹp tuyệt vời nhất đến từ những điều vô cùng giản dị ngay xung quanh chúng ta. Tam Cốc Banana Bungalow hiện đang là một trong những bungalow rất được khách du lịch ưa chuộng tại Ninh Bình bởi sự ấm cúng, đầy đủ tiện nghi hiện đại và mang lại cảm giác thoải mái, tự do, tự tại mà nó mang lại. Điều đầu tiên phải nói đến là bể bơi ngoài trời, được chia làm hai bên phục vụ cho các bạn nhỏ và người lớn. Bên cạnh đó, bungalow còn có khu BBQ ngoài trời dành cho các nhóm muốn tự tổ chức ăn uống riêng hoặc có thể đặt các món để tự nướng ngoài trời. Bữa sáng tại Tam Cốc Banana Bungalow là buffet với đầy đủ các món từ bản địa tới các món phương Tây đa dạng phong phú và đầy đủ dinh dưỡng. Tiếp đến là xe đạp miễn phí cho tất cả khách nghỉ dưỡng tại bungalow. Ngoài ra, du khách cũng có thể thuê xe máy nếu không muốn tốn sức và đi di chuyển giữa các điểm du lịch. Địa chỉ tại thôn Tuân Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Các bạn vừa xem xong video top 5 homestay lý tưởng tại Ninh Bình. Nếu yêu thích chủ đề ngày hôm nay, đừng quên like, comment cho chúng mình biết xem bạn nghĩ như thế nào. Đừng quên subscribe toptip.vn để theo dõi những video tiếp theo của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!